bạc kinh tế, đằng sau đăng cai tổ chức thế vận hội. Thế vận hội, còn gọi là Olympic, là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội gồm có Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông, được tổ chức xen kẽ nhau 2 năm một lần. Đây là một đại hội thể thao không chỉ là cuộc đua thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. Nhưng thời gian gần đây Trò chơi này đã đem lại đầy rẫy những khoản bội chi, lãng phí và tranh cãi. Hầu hết người xem thậm chí không nhìn thấy được những thiệt hại lâu dài mà Thế vận hội đã gây ra cho thành phố của nước chủ nhà, nơi nhận đăng cai Thế vận hội. Việc đăng cai đã dần trở nên đắt đỏ hơn. Các Thế vận hội được tổ chức trong 50 năm qua đều đã vượt quá ngân sách. Ví dụ như Thế vận hội mùa đông tại Sochi vào năm 2014 đã vượt quá ngân sách ban đầu tới hơn 40 tỷ đô la. Không ai biết rõ điều này hơn giáo sư Andrew Zimbalist. Ông đã viết một số cuốn sách về Thế vận hội Rio 2016, huyền thoại Olympic, thực tế khó khăn. Ông nói rằng vào những ngày Thế vận hội diễn ra, nước chủ nhà sẽ cần khoảng 35 nhà cung cấp thể thao khác nhau. Họ cần phải xây dựng một ngôi làng dành cho Thế vận hội với chi phí khoảng từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ đô la Mỹ, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Họ cần phải xây dựng một cơ sở phụ trợ để hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông và truyền hình, với chi phí từ nửa tỷ đến 1 tỷ đô la Mỹ. Họ cũng cần phải xây dựng một khu vực dành cho giới truyền thông, xây dựng một không gian để tổ chức các nghi lễ như lễ khai mạc và bế mạc, và xây dựng những không gian xanh khác. Ngoài ra, nước Đăng Cai còn phải xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa các khu vực được nêu ở trên và các làng đường đặc biệt cho Ủy ban Olympic quốc tế di chuyển giữa tất cả các địa điểm này Các thành phố được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ Thế vận hội một phần vì họ đã lấy được rất nhiều doanh thu trong việc bán bản quyền truyền hình Nhưng gần đây, Ủy ban Olympic quốc tế đã lấy tỷ lệ ăn chia lớn hơn Ví dụ, trong những năm 90 Ủy ban Olympic quốc tế chỉ lấy có 4% doanh thu, nhưng tại Thế vận hội Rio 2016, ủy ban này đã bỏ túi tới 70%. Sân vận động mới được xây dựng có thể tiêu tốn tới 30 triệu đô la Mỹ để bảo trì mỗi năm và chúng thường được nằm trên những vị trí bất động sản có giá trị cao. Hầu hết các thành phố thậm chí còn không biết sử dụng sân vận động này để làm gì sau khi Thế vận hội kết thúc. Những cơ sở đó sẽ rơi vào tình trạng mục nát nếu chúng không được duy trì và điều đó gây nên tổn thất lớn đến giá trị tài sản. Ngoài ra, quá trình xây dựng để tổ chức thế vận hội cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường thiên nhiên. Ví dụ như thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc, họ đã phá hủy cả một sườn núi. Cây cối và động vật đang ở đó, một số trong số chúng gần như bị tuyệt chủng. Câu hỏi được đặt ra lúc này là có còn quốc gia nào muốn đăng cai tổ chức Thế vận hội nữa không? Sau nhiều lần thất bại tài chính, ngày càng có ít nước tham gia đấu thầu để đăng cai Thế vận hội. Vì vậy, nên mới cần phải lên kế hoạch đăng cai Thế vận hội trước 10 năm. Chicago đã chi ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch đăng cai vào năm 2016 và họ đã thua. Còn Boston cũng đã đấu thầu Thế vận hội mùa hè 2024, nhưng người dân ở đây đã không đồng ý và thành công trong việc thuyết phục thành phố từ bỏ ý định này. Từ 12 thành phố tham gia đấu thầu Thế vận hội vào năm 2004, giảm xuống còn 5 thành phố tham gia đấu thầu cho năm 2020 và chỉ còn 2 thành phố tham gia đấu thầu cho Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Trung Quốc. Vậy có phải là Olympic sẽ chết trong tương lai? Năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã đề xuất một danh sách gồm 40 hành động mà Ủy ban này có thể thực hiện để định hình tương lai của Thế vận hội. Trong số đó gồm có việc đánh giá các thành phố đấu thầu bằng cách đánh giá các cơ hội và rủi ro chính, giảm chi phí đấu thầu và xem xét tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tổ chức Thế vận hội bản tuyên ngôn này nghe có vẻ hay trên giấy nhưng thời gian sẽ cho biết những hành động này có nảy mầm hay không mặc dù vẫn còn nhiều bất cập nhưng thế vận hội vẫn là thú vui của mọi người vì vậy có thể olympic sẽ không chết nhưng chắc chắn là ủy ban olympic quốc tế sẽ cần phải kiểm soát cả trong lẫn ngoài cuộc chơi này tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác